Hello, đây là Tròn Mama. Hôm nay là tròn. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Bọn mình lại đi Vancouver. Từ từ, trước hết thì cùng quay trở lại tuần trước để xem bọn mình đã làm gì nhé. Thì ngày hôm đấy bọn mình cũng đi van, bởi vì là bố Huy Anh có hẹn đi lấy PS5 cho tròn cho kịp ngày sinh nhật, nên là bọn mình đã kết hợp chuyến đi đấy với đi chơi luôn. Lâu lắm rồi mình mới có một ngày shopping thoải mái như thế. Có một điều khá đặc biệt là tròn không hề biết gì về buổi sinh nhật ngày hôm sau nên là trông mặt cậu ấy có vẻ khá là buồn. Bình thường thì tròn cũng không bao giờ kiểu quan tâm quần áo xem là bố mẹ mua gì đâu, nhưng mà tự dưng hôm đấy tròn lại cực kỳ thích cái áo màu mè này này. Happy birthday my boy. Không buồn nhá. Oh no. Okay, love you. Nghe nói có hàng trà sữa mới mở khá là ngon nên là hai bố con đã tranh thủ đứng xếp hàng trước. Thì từ không gian quán cho đến packaging đều chuẩn style của giới trẻ châu Á bây giờ. Nhưng mà trà sữa thì thật sự ngon đấy. Cứ có cái gì mới là yêu quý nó yêu lắm. Do you have any plan today? Tí nữa bố Huy Anh định đưa tròn ra cái sân gần nhà để chơi bóng rổ. Mà nhìn thời tiết này. Nắng lên này. Thời tiết bên này thật thường như tôi mọi người. Bọn mình chưa làm này bao giờ nên là không biết làm kiểu gì luôn. Ghét thế không biết. Đợt trước thì bọn mình hay đến đây mua đồ Halloween cho tròn. Mà kiểu thấy nhiều đồ xinh ấy mà chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm sinh nhật kiểu bất ngờ cho ai. Ở đây người ta không cho chó kiểu xuống để đi, nhưng mà may nó vẫn kiểu cho chó đưa ngồi trong này. Các tiệm bán bánh sinh nhật ở chỗ mình lại đóng cửa vào ngày cuối tuần, nên là bọn mình đành phải ra siêu thị mua tạm một cái bánh. Thế nghĩ nên lấy chocolate. Nhưng cũng may mắn là mình đã mua được rất nhiều hoa tulip ở đây. Nào, thể hiện sự khéo léo của mình đi các em. Mình hẹn bà cô của tròn sang sớm để chuẩn bị cùng, chứ không là một mình nghĩ không kịp mất. Để mà hợp với em ạ. Cũng may mà lúc này trời tạnh mưa, chứ không thì lại không biết cho tròn đi đâu. Tự dưng đợt này cậu ấy lại thích chơi bóng rổ ấy. Nhưng mà thôi cũng được, chơi bóng rổ trông cũng cool mà. Mình nhớ năm ngoái sinh nhật của tròn đúng đợt lockdown nên là dù đã đặt hết tất cả mọi thứ thì bọn mình cũng vẫn phải hủy. Mình nhớ là tròn đã rất là buồn, lại còn khóc nữa cơ. Nhưng mà năm nay khi mà biết không được tổ chức sinh nhật thì có buồn nhưng mà lại không rơi nước mắt. Chứng tỏ 10 tuổi rồi nên là đã người lớn hơn rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến dự sinh nhật của tròn. Tròn đã rất là vui đấy. Nếu có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua. Hi guys, we fixed the camera. It's sunny today, hey? That is.
nắng lên rồi. Usually it would be cloudy and rainy. But now it's just nhưng sunny. Mà đáng nghĩ ra là hôm nay ở dự báo thời tiết là weather người ta bảo là mưa á, nhưng mà cuối cùng lại nắng. Bây giờ bọn mình đang ngồi chờ phà để đi lên phà. Bình thường mỗi khi là trong lúc chờ thì bọn mình sẽ vào trong cái market kia để mua Starbucks ấy, nhưng mà từ cái đợt dịch hình như một Starbucks nhưng mà nó đóng luôn cửa rồi. Bây giờ mình sẽ ngồi tranh thủ để edit video vì ngồi trên phà cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ ấy. Bình thường thì cũng chỉ ngủ thôi, cũng chả biết làm cái gì cả. Tại sao mà bọn mình lại đi Vancouver liền nhau như thế? Thì chỉ là vì bọn mình đi giải quyết nốt những việc mà tuần trước bọn mình chưa làm được. Bố Huy Anh đang vào để đi chợ rồi. Mình thì đang ở ngoài này cho con Bia nó đi loanh quanh một tí. Thôi mày cũng đỡ phải vào lại phải đeo khẩu trang ngại vãi. Bia ơi ra đây. À, hôm nay mình có hẹn gặp một người bạn nên là bây giờ mình đang trên đường ra đấy. Bọn mình đến nơi rồi. Bây giờ đang chờ mọi người ra trả tiền ở bãi đỗ xe. Xong rồi sẽ đi xuống biển để ngồi ăn. May trời cũng đẹp ấy nên là việc ăn ở ngoài không có gì khó khăn lắm. Chỉ là lo mỗi là gió sẽ rất lạnh thôi. Cái cây này dị không mọi người? Say hi YouTube đi anh. Lý do tại sao mà bọn mình lại lôi nhau ra đây để ăn thì chỉ là vì bên mình hiện tại đang cấm hết tất cả việc ăn trong nhà hàng, chỉ có thể mua mang đi thôi. Nói chung ra đây là một sai lầm lớn mọi người ạ. Mọi người phải cảm tưởng nó gió đến nỗi là húp thìa canh cũng không nổi luôn. Bình thường Tròn thích biển lắm ý, nhưng mà chắc là tại hôm nay vừa đói vừa lạnh nên là cậu ấy ngồi im re. Quá lạnh mọi người ạ. Sau đấy bọn mình đi mua trà sữa rồi đi mua bánh mì. Hôm nay chúng mình không có nhu cầu shopping gì cả nên chỉ có đi mua đồ ăn thôi. Ở đây người ta có bán cả pate này, rau chả các thứ, nhưng mà kiểu nổi tiếng nhất vẫn là bánh mì ấy. Xong hết việc rồi thì bây giờ bọn mình ra phà để đi về thôi. Ok, bây giờ có đi vào vali không? Hay đi bộ xuống đây một tí đi. Thì nữa lên phà chắc là cũng đúng golden hour ấy. Thì mình sẽ cho mọi người xem cảnh hoàng hôn ở trên phà nó đẹp như thế nào. Thường thì đi qua cái cầu này là sẽ đến một cái làng nhỏ bên trong ấy, nhưng mà mình nghĩ hôm nay sẽ không có đủ thời gian để vào đấy rồi. Đi nhanh vẫn kịp. Chờ phà đến rồi kìa. Thôi chắc là dừng ở đây thôi. Phà đến rồi. Mình dừng ở đây thôi là đẹp rồi. Time to go back to vehicle. Thông thường thì bọn mình sẽ phải trở về xe trước tầm nửa tiếng bởi vì phà nó sẽ đến sớm hơn giờ khởi hành ấy. Sợ nhất mà hôm nào mà kiểu bị trễ phà ấy, hôm nào mà kiểu dưới mưa hoặc là mà bão chẳng hạn, ngồi chờ bên này khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ để mà có chuyến tiếp theo là điều rất là bình thường. Làm người dân đảo cũng khổ lắm mọi người ạ. Bọn mình đi chuyến phà lúc 6:30 tối về nên là trông bây giờ trời vẫn còn rất là sáng. Tí nữa còn có thể ngắm hoàng hôn nữa. Đẹp quá. Nhưng mà sợ quá. Vì đã có gần 6 năm kinh nghiệm đi phà nên bây giờ mình cảm thấy mình enjoy cái việc này hơn. Dù sao thì chỉ có khi sang bên đảo thì mọi người mới có được những trải nghiệm như thế này thôi. Ok. Đẹp lắm mọi người ạ. Từ từ. Cảm ơn mọi người vì đã xem hết video này. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye!